Hello, xin chào, hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Mga tên hề ma quái, một vị tướng có khả năng sử dụng độc vô cùng bá đạo cho đến cùng mobile. Đồng thời mình sẽ trải nghiệm phong cách chơi Mga vô cùng dị. Và cũng là một video clip trong chuỗi series clip tặng fan thân yêu của mùa Việt. Ở lần này mình sẽ là một nick của bạn Khoa và chúc bạn Khoa lên đường sang Pháp sinh sống thật vui vẻ và mạnh khỏe nhá. Bởi vì bạn Khoa phải theo bố sang Pháp sinh sống và chắc chắn phải học tập bên đó rồi. Sang đó thì chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ở bên đó này, hòa đồng với môi trường mới này và có một tương lai mới thật là hạnh phúc. Ok, và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Mga phong cách hết sức dị anh em ơi. Rồi, phong cách này dị thì các bạn thấy chưa, đánh chí mạng. Mga đánh chí mạng rất là thốn. Tất nhiên mình làm video clip chôn game mà trải nghiệm một cái phong cách bựa của vị tướng Mga thì anh em không học theo mình nha. Anh em cấm mọi hình thức là học theo, bởi vì học theo thì rất dễ là bị mọi người mắng nhá, bởi vì mình làm clip trải nghiệm thôi. Mga full dam và có đồ chí mạng, thực sự là rất là hay. Tại sao mình lại làm như vậy? Bởi vì nick của bạn Khoa thì không có bằng ngọc phép. Mà đánh Mga không có bằng ngọc phép lại có mỗi bằng ngọc ngọc 80 điểm và ngọc công lý thôi, dành cho những vị tướng xạ thủ. Thành ra là mình chơi Mga phong cách xạ thủ luôn, cho máu anh em ơi. Tất nhiên phong cách này thì đam phép mà sẽ rất là yếu, khả năng độc của Mga sẽ bị giảm đi rất nhiều. Những cái phát giật và phát ném chưa một của anh em nó sẽ không còn thối nữa, nên là anh em phải phụ thuộc nhiều vào đòn đánh thường hơn, vì đam tay nhiều mà không đánh thường thì hơi phí. Mỗi tội con Mga này tầm đánh thường nó rất là ngắn. Tầm đánh thường siêu ngắn luôn anh em ơi. Rồi team bạn đang chơi này, tấn công, cả ba người lên luôn. Rồi ok, bắt bạn Slim đã. Slim tốc biến lại đánh thường giật. Ơi thành thì cũng có tốc biến anh em ơi, hai phát nhảy mình không thể chạy được. Rồi Butterfly lại đánh lại vậy, độc tốn đấy nhở. Bạn này chắc chắn là chết rồi, phát nữa này lên vào điểm số nha, đánh rất là tồn. Nếu mình cầm bằng ngọc phép hay là có đồ phép thì ấy, cái gì vậy trời, ô mai chuối, cái điều gì xảy ra vậy? Một pha định nào vào ảo hình chạm cấu gì à, thì bạn chết rồi mà. Thế là thành ra bị trụ bắn sấp mặt còn một xíu máu, thật là buồn quá đi mà. Của thân bạn Murat nhìn trông pha chết rất là tội nghiệp anh em ơi. Ok, mình lên thành kiếm nha, lên gươm sấm sét rồi lên thành kiếm, nói chung là đồ chôn đánh vui vui mà anh em ơi. Đánh nghiêm túc nhiều quá cũng chán rồi, chúng ta phải chơi phong cách dị. Phong cách này thì mình chưa chơi bao giờ. Mình chỉ chơi Mga bằng cách là mùa đông không lạnh, phun áo choàng băng giá thôi, chứ chưa chơi Mga phong cách full dam bao giờ. Đấy, chưa kịp giật đã chết mất rồi, độc vẫn rất là thấm nha. Hiện tại Mga là vị tướng leo danh ở mức danh ngạch kim trở xuống vô cùng tốt. Kim cương thì vẫn có thể leo được, nhưng mà nó hơi khó hơn bởi vì chất tướng nó không cơ động mà, và rất dễ bị bắt. Đó, phải tùy đội hình để pick Mga thôi, chứ phải đội hình nào pick được Mga nhá. Còn danh bạch kim trở xuống thì trận nào pick Mga cũng vẫn ok anh em ơi. Đồ thì mình nghĩ là đồ của Mga trong phiên bản này và phiên bản trước nó không thay đổi, chính vậy mình mới chưa làm video clip về Mga. Khi nào có những thay đổi mới thì mình sẽ làm sau anh em ơi. Còn trong clip này chúng ta tận hưởng cái cảm giác ơi bị choáng. Slim đang choáng mình. Phong cách Mga full dam mà như một xạ thủ thì đánh như thế nào nhá? Có vui hay không? Chắc chắn là vui rồi. Rồi chí mạng nổ dam. Đó, Oma không chạy được, dính độc chết cái sắc mặt. À,
À, và đây là cũng một là bạn bạn Khoa thì thực sự là một fan rất là tốt còn quan tâm sức khỏe của mình cơ đấy. Bạn ấy bảo mình bảo là bạn có muốn mình nói gì trong clip không, thì bạn bảo là em không, thì em chỉ chúc anh mau khỏi bệnh để làm những clip thật hay thôi để cho chúng em xem giải trí thôi đấy. Một người fan rất là đáng yêu của mình. Thực sự là họng của mình bây giờ nó cũng hơi hơi đau, thành ra nhiều khi là nói nó hơi hơi khó, em thông cảm nhé. À, những người bạn thế này thì khi chơi Liên Quân mọi người thường chơi với tinh thần là chơi for fun, for fun, nghĩa là chơi để vui thôi chứ không kiểu chưa vân anh nhau mô ma chạy ngang qua mà không hề là để ý ở chơi game để với tinh thần cho vui thôi. Mình rất hưởng ứng cái tinh thần đó bởi vì các bạn còn nhỏ mà học tập vẫn là cái điều quan trọng nhất. Rồi thôi, ba người sang đánh mình thế. Ui, hai thanh niên này có kiểu nhảy thì nhau bị đập sấp mặt anh em ơi. Ở đánh phong cách này thì các bạn như một tướng xạ thủ rồi, và xạ thủ phải có bảo kê, không có bảo kê là sấp mặt rồi. Khả năng cơ động của một gà nó bằng không mà anh em ơi. À, đang nói đến vấn đề là nó mình rất thích các bạn chơi game với phong cách là chơi for fun, chơi vào vui thôi, chơi để giải trí thôi, chứ trình độ thì không quan trọng đấy và khi mình nhận nick của bạn, hiện tại nick của bạn này bạn Khoa là danh vàng 1, và với cái bức tranh này thì mình sẽ không thể làm video clip và lên đồ được, hoặc là clip đấu rank lên đồ được, chỉ là mình làm clip đấu rank nhưng mà mức rank thấp tại mình troll game thôi. Thì chứ thực ra là mức rank này làm đồ lên đồ thì nó không 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 thể hiện được cái sức mạnh của trang bị. Thành ra những bạn rank thấp thì mình chỉ làm troll game nha. Còn các bạn nào rank kim cương trở lên thì mình sẽ làm clip trang bị các tướng. Nói chung là tháng này và tháng sau thì cố gắng làm thật nhiều video clip để cho nhiều bạn được mình chúc và nick của các bạn lên kênh YouTube của mình. Rồi, ôi, anh chí mạng rất là tốn, giật phát với kinh công đập mình. Ôi, kinh công. Thôi. Ngu người anh em ơi, phát giật chiêu cuối của mình hình như là động đến bác kinh công. Bác kinh công cay cú đập mình sấp mặt. Chứ làm gì ta ra của Đan. Đen thật ý. Tự nhiên giật chiều cuối thành ra kinh công đập sấp mặt Triệu Vân là bị kinh công đập kìa. Ở pha này là team mình bị kinh công đập sấp mặt cả team chứ không phải là do team bạn đánh nhá. Buồn quá, một pha bóp team toàn tập. Các là hài hước để kinh công đập sấp mặt cả team mà team bạn thì có lẽ là đang kinh công mất rồi. À, sorry nha, sorry anh em. Thực ra là pha đấy là mình nghịch ngu. Mà chiêu chiêu cuối của mình ra nhiều khi nó rất là hay nhưng mà nhiều khi thì nó lại bóp cả tim và đường đập nhầm kinh công. Rồi hai thanh niên này làm cái gì đây? Các bạn nhìn thấy rất nhiều độc nha, gần 3-4 điểm. Và nếu là mờn ga full phép thì thực ra thì sẽ sắp mặt ngay rồi khi mình giật chiêu cuối. Mà gần ga full đam thế này thì giật chiêu cuối không có thấm, đánh thường còn thấm hơn đấy, chí mạng còn hơn 1.000 đam thôi, giờ đam phép có mấy trăm đam, thế thì mình đánh thường cho nó hơn nhỉ. Với cả ném chưa một thôi, ném chưa hai bút máu. Ôi sorry sorry sorry, quên mất cái nội tại của bạn Budak. Rồi giật không mất máu anh em ơi, giật có hơn trăm đam thôi, ván hình là giết con nhện nhện rồi. Sang cái này mua đắt đây. Bên kia vẫn còn một con sói này. Nhưng bạn ấy đã về mất rồi. Cứ con sói này chơi tấn công là ok đấy.
anh thông tin mạng di chuyển sang đấy. Triệu Vân ơi, sang đấy làm gì? Tôi té bị phát hiện rồi. Thì bạn đang có kinh công và rất khỏe, có thể là được kèo đấy. Bởi vì mình nên đồ trôn mà mình mặc dù đồ nhiều nhất bản đồ nhưng mà tầm bắn của mình ngắn ý, mình chưa bắn được con stream phát nào thì stream bắn mình sắp mắt rồi. Thế sao bay như thế bạn ơi, lấy đạo ảnh chảm luôn xong mới dùng chưa một bỏ chạy chứ. Kèo này căng nha anh em ơi. Slim bắt đầu có đồ và Slim bắn rất là thốn rồi. Ok không sao, team mình đang vẫn nhiều lợi thế hơn và nếu mà tập trung đánh thì vẫn khỏe hơn team bạn. Mà nếu để mình bắn thì cũng rất là thốn nhá. 1500 đam chí mạng rồi. Cộng với sát thương độc nữa thì đó là sát thương tầm 2000 đam. Bắn một phát rất là thốn. Cả mình nên đồ chí mạng, hai đồ chí mạng thì chí mạng liên tục rồi. Tầm đánh của Mơn Ga hình như là 5,5m. Tầm đánh của những vị tướng xạ thủ trong phiên bản mới hiện tại là toàn 7m mất rồi. Đấy, nó xa hơn những vị tướng pháp sư. Thành ra là bây giờ cái thời đại của xạ thủ và pháp sư nó bị thất thế là như vậy. Tầm đánh nó quá xa, xa hơn cả tầm sử dụng kỹ năng. Ok, giật trời có 200 đam phép đây kia, yếu quá. Trong khi đó thì Slim bắn mình sấp mặt mấy phát. Ui, tốc biến KS công được rồi. Văn Hên đam nhiều quá. Lôi xíu Văn Hên phá trụ dưới này. Con xe này mất rồi. Ôi, chỉ bị có hàng chảm. Lên. Ôi, không biết mạng nào rồi. Ok, đấy, anh em thử thấy tầm bắn xa. Cái điên Slim tầm bắn xa hơn Van Hên và Mơn Ga rất nhiều. Qua chí mạng có mạng của Tara. Ok, thì bạn còn hai người này. Butterfly. Ôi, chí mạng một phát 1700 đam nhưng mình bị choáng. Có lẽ chí mạng là mình lên bản số mất rồi. Ok, và có lẽ thì video clip của mình đến đây là hết rồi em ơi. Team bạn thì Slim chết rồi, còn mỗi Butterfly thì không thu được cái gì cả. Nó lên bảng hết cả thú rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp bạn trong những clip tiếp theo nhá. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.